Vâng, và hôm nay Lê Tuấn tiếp tục lên cho cả nhà chúng ta một siêu phẩm mọc. Mọc này đã được chuyển đi Tây Ninh, các bác nhé. Đó, hôm nay chiều Chủ nhật. Thì cũng như hôm trước Lê Tuấn nói với cả nhà rồi, Lê Tuấn có rất nhiều mọc. Nhưng mà đến khi lên một cái thì giá rất bình dân. Thì tất cả anh em hưởng ứng và xin cảm ơn tất cả anh em đã có tâm, cũng như đã có tầm, đã nhìn nhận được góc độ nào là đến với mình. Thì hôm nay Lê Tuấn xin chân thành cảm ơn đến cả các bác. Và hôm nay Lê Tuấn cũng đã làm xong được rất nhiều để ngày mai tiếp tục ship hàng đi các bác nhé. Đấy, còn hôm nay thì Lê Tuấn đưa em này siêu mọc đi Tân Châu, Tây Ninh, 85 cây số các bác nhé, ship đi luôn. Tất cả cái mọc này rất dày các bác nhé, từ sát này, dày này, rất dày và rất chi là ngon. Cái dày này, dày một phân luôn. Đấy, rất dày, rất tốt. Và cái này thì các bác chừng chở cỏ này và chở phân này, chở bình nước này. Đấy, thì trong khi chở là em tháo láp ra các bác nhá. Đây, em tháo láp ra để đi cho nó buồn, để láp vào chạy không được. Đấy, về đi hộp số. Thì cái này có một người em ở Tân Châu, Tiên Ninh. Đấy, thì không có số các bác nhá. Cái này là có số, chỉ có láp và có ấy thôi. Thì em để lên kia hết rồi. Và bây giờ tiếp tục cuộc hành trình thì bắt đầu xuất hành. Là lúc này là 2 giờ thì em đi. Và đến nơi em tiếp tục em quay để gửi lên cho các bác một siêu phẩm mọc rất đẹp, vừa vặn, giá tiền rất phải chăng nha. Em rất biết các bác đang theo dõi em rất nhiều. Bất cứ xe, siêu xe một dàn em mới về mấy cái nữa. Đấy. Đấy. Và rất mong các bác coi như là cũng đang tiếp tục. Và những cái nào chỉnh sửa, rồi những cái nào lấy là em đã làm hết cho các bác đầy đủ. Đấy. Và bây giờ em đang chờ cái mọc này đi. Và bây giờ cuộc hành trình của em bắt đầu. Và đến nơi thì em sẽ review tiếp cho các bác nhé. Tiếp tục cho các bác theo dõi tiếp cuộc hành trình của em và tài xế để tiếp tục. Đấy, trước khi đi là các em làm rất kỹ lưỡng. Đấy. Đấy, để chẳng bột rất đàng hoàng. Để trên tuyến đường quan họ. Đấy. Rất hao tốn nhiều nhiều giấy. Đánh nếu luôn á. Chả về nếu làm gì. Thôi được rồi. Chắc à. Rất chắc chắn. Đây là bình thường các bác nha. Còn nếu em chở một đầu xe nó em chở lên đây nữa, rồi chảo cái em đi hết. Rồi ship hàng cho các bác từ 100 đến 200 cây số lại chứ dài là em phải thuê xe khác. Rồi và bắt đầu em xin phép các bác nha. Em đi. Xin chào tạm biệt. Chào cả nhà. Em lên đường. Rồi. Và điểm đến của cuộc kéo mọc đi sang Tiên Ninh thì lúc này đã đến ngã tư của coi như là Tân Hội, khu công nghiệp Tân Hội. Thì đến đây thì Lê Tuấn đã nhìn thấy là rất nhiều cỏ các bác nhá, cỏ này. Thì cái người em ở đây mua cái mọc này là để dùng để chở cỏ đây. Đấy. Còn xa xa đằng kia là núi Bà. Đây núi Bà đây các bác. Hai năm nay. Rồi, thì Lê Tuấn gần đến nhà rồi các bác nhá. Đấy, chủ nhà chạy ra để đấy, núi Bà kìa, núi Bà đẹp. Còn đây là sắp vô nhà của chủ mọc, siêu mọc. Từ một năm nay Lê Tuấn ship mọc nay mới có một cái loại mọc đặc biệt, tức là siêu mọc. Trở về khu công nghiệp Tân Hội, Tân Châu, Tây Ninh. Ui, đang xa thế. Đó. Vâng, và lúc này điểm đến của chiếc siêu mặt các bác nhá, đã đến nhà của một người cháu ở đây. Đó. Rồi, và đích đến đã đến 84 km tại khu công nghiệp Tân Hội, Tân Châu, Tây Ninh. Đấy, và Lê Tuấn lúc này cùng với tài xế xuống xe để gặp gỡ. Sao? Thì về đây. Cởi. Hả? Đâu thì tập trung kéo vào đi thôi. Thì ở đây đây này, đi qua đây này.
để ngoài này đi cái này tập trung đẩy vào đây tí này, thế thôi, gọi là siêu siêu mọc lớn nhất từ trước cái này. Nói chung là theo dõi lâu nay phải không, mọc này là tuyệt vời đấy, nói chung là quá tuyệt vời, nói chung là rất dày, tuy nó cũ một tí thôi đúng không? Đúng rồi, không vấn đề gì hết, quá tuyệt vời. Tại sao mà chú tháo ra là cho cháu? Bởi vì chú tháo ra để cho nó lăn bánh rồi bây giờ lắp vào đó, không phải gì hết, có ốc cái chứ đàng hoàng em chị. Rồi dày dặn hết đầy đủ đấy, và đúng rồi, xe đó xe 3000 đây là mấy, xe bao nhiêu? 41 2 cầu à, ngon kiếm nhỉ, lên tổng cộng 200 à, 41 2 cầu mà mua 200 được. Ồ ngon à, chín bình mà 9 bình chín bình đúng không? Ừ. Rồi ok rồi. Rồi mày theo dõi kênh của chú lâu chưa? Cái lâu lâu thì mấy cái này một năm nay mà nè, mấy năm nay còn đúng rồi, con mới mới đúng rồi đăng đây nè, đúng rồi bữa bữa phải hay đấy này, đúng rồi theo dõi hay đó rồi, để khi cháu đã cộng một cái thì hôm qua có 2 người, sáng nay có 2 người. Ừ, người ta cũng đi lấy cái này nhưng mà còn 3 cái kia lấy hết rồi. Cái này là con Trung Kiên, rồi chú bảo thôi mà ông người bán mẹ thì đếm đấy chứ, để cỏ nó lút luôn đấy. Đúng rồi, bán bớt. Rồi thôi rồi, bây giờ cũng là đến đích rồi các bác nha, cũng như Lê Tuấn phá lệ, tức là giải phóng toàn bộ tất cả các mọc của cơ sở Trung Kiên. Và hôm qua lên một cái thôi thì chưa đầy 24 giờ đồng hồ là thằng cháu nó ở bên khu công nghiệp Tân Hội Tân Châu Tây Ninh đã đặt cọc. Đấy, những người yêu mến trên kênh của Lê Tuấn, hôm nay thì Lê Tuấn cũng làm một cái video gọi rằng là siêu mọt, bởi vì những người ít tiền các bác nhá, ở đây thì người ta chỉ cần như vậy thôi, chứ còn thực tế là tiền nhiều thì ít không quan trọng, quan trọng là được mọt để làm. Rồi và cuối cùng Lê Tuấn xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã quan tâm trên kênh của Lê Tuấn, xin chúc tất cả những người thành công tốt đẹp trong công việc. Rồi Lê Tuấn xin dừng ở đây, hẹn lại các bác phía sau nhá. Ở đây siêu mọt.